Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11 Nguyễn Nguyễn Hà, phía sau bất thình lình vang lên một tiếng gọi, Nguyễn Nguyễn bị dọa cho giật mình. Quay đầu lại thì thấy thẩm ân đứng ở nơi cách cô một bước, vẻ mặt cô hơi trắng bạch ra mà vỗ ngực mình, không khỏi oán trách nói, sao anh đi đường mà không có tiếng động vậy, xém tí nữa dọa chết em rồi. Xin lỗi, thẩm ẩn ấp ôm mím môi xin lỗi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nguyễn, không buông tha bất cứ một biểu cảm nào trên mặt cô. Nhưng mà Nguyễn Nguyễn vô cùng lạnh nhạt, anh không thể nhìn ra một chút suy nghĩ chân thật nào của cô. Thẩm ẩn không yên lòng, yên lặng đi theo phía sau cô. Anh nghe được lời mà thẩm lẫm nói, cho nên vội vàng muốn xác nhận thái độ của Nguyễn Nguyễn. Anh sợ sẽ nhìn thấy sự chán ghét và xa cách trong mắt của cô gái mà mình thích. Cũng không biết đã đi được bao lâu rồi, cuối cùng Nguyễn Nguyễn cũng dừng lại. Cô quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang căng chặt hàm dưới, vẻ mặt bối rối luống cuống, nhắm mắt mà đi theo sau lưng mình. Đôi mắt xinh đẹp như liu ly li chăm chú nhìn cô, lộ ra vài phần ủy khuất và đáng thương, giống như con mèo sắp bị chủ nhân vứt bỏ. Nguyễn Nguyễn thở dài trong lòng, bước hai bước về phía trước mặt anh, hơi nhón chân lên rồi hôn lên cằm của cậu thiếu niên một cái, vậy là yên tâm rồi chứ. Quả nhiên, trong nháy mắt là đã nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của thiếu niên sáng lên, thuận thế ôm eo nhỏ của cô, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ vui mừng, anh thích em, Nguyễn Nguyễn. Khuôn mặt ửng đỏ mất tự nhiên mà nghiêng qua, Nguyễn Nguyễn ồ lên một tiếng giả vờ không nhịn được mà đầy khuôn mặt tuấn tú đàng phóng đại trước mắt ra tay nhỏ quơ quơ trên không trung biết rồi thật là phiền anh không để ý đến thái độ có chút ác liệt của cô trong lòng thẩm ân rất vui sướng như một phạm nhân được quan tòa phán quyết vô tội vậy anh dè dặt bắt lấy bàn tay đang đong đưa kia của cô đưa đến bên môi mà hôn một cái anh biết mình không phải là người lương thiện gì cũng không cảm thấy có gì không ổn những đứa trẻ trong trại mồ côi ì nhiều người mà bắt nạt anh kia, anh cũng đã đánh lại từng đứa một. Người khác ném vờ bài tập vào anh, anh đã xé nát hết toàn bộ vờ bài tập của người kia. Giả vờ không cẩn thận mà đổ nước nóng vào người anh, anh đã kéo người đó đến dưới vòi nước rội đầu cho tỉnh ra. Những chuyện đó quả thật là anh đã từng làm, cho đến bây giờ cũng không hối hận. Người không phạm ta, ta không phạm người, một khi đã phạm ta thì ta sẽ trả gấp bội. Anh chính là người có thù tất báo như vậy, vốn dĩ anh không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng hiện tại lại lo lắng ánh mắt chất vấn của Nguyễn Nguyễn. Thật tốt, cô gái anh đặt trong tim không hề chán ghét anh. Thẩm lậm mưu tính để làm cho Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân xa cách nhau, đáng tiếc là việc này giống như ném đá vào hồ, tõm một tiếng chìm rồi vào đáy hồ, ngay cả một giọt nước cũng không hề bắn lên. Anh ta ảo não vô cùng, nhưng lại không thể làm được gì. Tâm tình u ám kéo dài đến bữa tiệc 18 tuổi của anh ta. 18 là độ tuổi đẹp nhất, thầm lẫm thân là nhân vật chính thì vốn nên lấp lánh như ngôi sao trong yến hội tối hôm đó. Nhưng thực tế lại không như thế, nhà họ Nguyễn thì không cần nói, những ông lớn trong giới nhận được thiệp mời đa số đều không thể tới buổi tiệc sinh nhật, hoặc là từ chối bảo rằng trong nhà có việc gấp, hoặc là trực tiếp biến mất. Nể mặt con trai mà đến đều là những xí nghiệp nhỏ, so sánh với gia nghiệp của nhà họ thầm thì họ chẳng ra cho trống gì. Nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật lớn cũng thưa thớt hai ba chục người, phần lớn đồ ăn và rượu chuẩn bị ban đầu cũng chẳng có ai chạm vào, toàn bộ sành tiệc vô cùng hưu quạnh. Đừng nói nhân vật chính như thầm lẫm cảm thấy khó chịu, ngay cả sắc mặt của người nhà họ thầm cũng đen như đáy nồi, nụ cười giả tạo trên mặt cũng không còn. Sau một hồi lấy buổi yến tiệc để làm mục đích kết giao bạn bè vội vội vàng vàng xong, Đương nhiên là nhà họ thẩm không thể tìm được cơ hội làm ăn mới trong bữa tiệc. Xí nghiệp nhà họ thẩm cố gắng chống chọi thêm vài tháng, còn chưa chờ được cơ hội giao cho thẩm lẫm thì đã vội vàng tuyên bố phá sản. Nhà họ thẩm phát triển dựa vào sự dìu dắt của xí nghiệp nhà họ Nguyễn lại giống như ngôi nhà với nền móng chưa hoàn thành vậy, không thể chịu được một chút gió táp mưa xa nào, hơi lơ là một chút sẽ bị sụp đổ. Tin tức nhà họ thẩm phá sản truyền tới, người không dám tin nhất là Lục Yên bởi vì xí nghiệp nhà họ thầm trong lòng cô ta như là diều gặp gió đừng nói phá sản ngay cả việc lỗ một chút vốn nho nhỏ cũng không thể xảy ra mà bây giờ nó lại phá sản đánh cho lục yên một đòn trở tay không kịp thế cho nên khi cô ta nghe được tin tức này đã ngớ người ra ngay tại chỗ nhà họ thầm phá sản thầm lẫm cũng sẽ không còn là cậu chủ nhỏ nhà giàu trong nhà cũng không có gia nghiệp đợi anh ta kế thừa Điều này khiến cho Lục Yên trở nên bối rối khi nghĩ về việc muốn dựa vào Thẩm Lẫm mà gả vào nhà giàu. Tại sao sự thật lại kém giấc mộng của cô ta xa đến như vậy chứ? Lúc này, cuối cùng Lục Yên cũng nếm được mùi vị hối hận. Cô ta không nên nghĩ cảnh trong mơ sẽ dễ dàng xảy ra trong tương lai đến như vậy, lại càng không nên đặt toàn bộ hy vọng lên một mình Thẩm Lẫm. Ngoại hình của cô ta xinh đẹp như vậy, con nhà giàu trong trường cũng không thiếu còn có vài người âm thầm theo đuổi cô ta nữa. Lúc trước còn mong thầm lẫm sẽ tốt với cô ta, hiện tại nhà họ thầm đã phá sản rồi. Lục Yên lại thấy may mắn vì mình còn chưa yêu đương với thầm lẫm. Vì thế đã bỏ cái gánh nặng thầm lẫm trong lòng này ra. Lục Yên cấp tốc hẹn hò với một tên nhà giàu có tiếng xấu cùng trường. Tên nhà giàu kia mỗi ngày đến trường đều mang cho cô ta một bó hoa hồng đỏ, Cuối tuần dẫn cô đi cửa hàng chuyên doanh để mua quần áo và đồ trang điểm. Mua đồ xong lại vào nhà hàng sang trọng ăn cơm, cuối cùng còn lái xe sang đưa cô ta về nhà. Từ từ mê luyến với cuộc sống như vậy, Lục Yên lại lần nữa hạ thấp điểm mấu chốt của mình. Thậm chí ngay khi tên nhà giàu kia nói rằng muốn có một mối quan hệ thân mật hơn nữa, cô ta do dự một chút nhưng vẫn đồng ý. Vừa đồng ý một cái là xảy ra chuyện ngay. Dù sao trong mấy tháng của học kỳ cuối của cấp 3 thì bóng dáng của Lục Yên đã biến mất hoàn toàn trường học. Nghe học sinh lớp 3 nói là bởi vì cô ta sinh bệnh nặng, về nhà dưỡng bệnh rồi. Cũng có người biết chuyện cô ta làm quen với tên nhà giàu kia nên dùng giọng điệu diễu cợt nói ra tình hình thực tế rằng Lục Yên mang thai. Lúc người nhà cô ta biết chuyện này, vừa sợ vừa giận. Lúc đó mẹ Lục Yên đã khóc luôn rồi, còn không chịu nổi đà kích mà hôn mê bất tình. Bố Lục Yên nhất quyết làm thủ tục thôi học cho cô ta, muốn đưa người về huyện nhỏ để làm phẫu thuật bỏ đứa bé này đi. Bản thân Lục Yên lại không muốn nên đã gây gổ với người nhà, khiến cho bố mẹ cô ta vô cùng tức giận. Bố Lục mẹ Lục thất vọng nên đã mua vé xe trở về huyện nhỏ, căn phòng trọ nho nhỏ bây giờ chỉ còn một mình Lục Yên ở. Vào đêm trước khi cao khảo, Nguyễn Nguyễn vô tình nhìn thấy hình ảnh Lục Yên ở cửa trường học. Khi đó bụng của cô ta đã to lên rồi, đi đường cũng có hơi cồng kềnh. Nguyễn Nguyễn thấy cô ta ngăn ở một chiếc xe nhỏ phía trước, tay đập vào cửa kính xe không ngừng. Chỉ là, cho dù cô ta có la hét như thế nào, người trong xe cũng không hề có ý định quan tâm. Xe nhỏ được lái đi rất nhanh, phun khói vào người cô ta. Đột nhiên, trước mắt Nguyễn Nguyễn tối sầm lại, một đôi tay che lên đôi mắt cô. Giọng nói của thiếu niên trong trèo lạnh lẽo phun ra bên tai cô, đừng nhìn kéo đôi tay kia xuống, Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ quay lại nói, không nhìn. Ông nội bảo em hỏi anh, hai hôm cao khảo này có muốn ở nhà em không? Như vậy thì lúc đi đến trường thi cũng có thể đưa chúng ta đi cùng. Có phiền phức quá không? Thẩm ân trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là không, nhà của em lớn như vậy, còn có mấy căn phòng dành cho khách nữa. Vừa nói, vừa không hề thương tiếc mà nhét thiếu niên vào trong xe nhà mình hai hôm cao khảo kia khiến cho mọi người trong nhà họ Nguyễn vô cùng căng thẳng, nhất là ông Nguyễn kiên trì muốn đi tiễn, mồ hồi trong lòng bàn tay cứ chảy ra không ngừng. Là do nóng, cũng là do lo lắng. Ông ấy biết thành tích của thẩm ân vẫn rất ổn, điểm của cháu gái mình trong vài cuộc thi thử cuối cùng cũng vững vàng mà tăng lên. Nhất là thành tích các môn khoa học tự nhiên khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn trước kia, bây giờ thì miễn cưỡng có thể chạm đến 240 điểm. Nhưng ông ấy vẫn lo lắng, nhiều đứa trẻ bình thường thi tốt, nhưng vừa vào đến trường cao khảo thì lại phát huy thất thường. Loại lo lắng này mãi cho đến thời khắc có thành tích cao khảo mới biến mất hoàn toàn. Thẩm Ân vẫn ổn định như trước, thậm chí thi được 750 điểm, đạt điểm tuyệt đối các môn một cách ảo diệu. Nguyễn Nguyễn bị các môn khoa học tự nhiên kéo xuống, mặc dù thành tích của các môn khoa học tự nhiên ở khi cao khảo đã cao hơn bất cứ kỳ thi nào nhưng tổng điểm vẫn chỉ có 721 như cũ. So với các thí sinh khác thì đây đã là điểm vô cùng cao, nhưng so sánh với điểm tuyệt đối thì vẫn kém một chút. Không bất ngờ chút nào, Thẩm Ân trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên toàn tỉnh, mà Nguyễn Nguyễn Hạng Nhì đứng thứ hai toàn tỉnh. Truyền thông muốn phỏng vấn hai người bị ngăn ở bên ngoài khu biệt thự, rơi vào đường cùng, nên đã đập phá cửa trường nhất chung. Ở trường học cũng không thể chặn nổi người đa số phỏng vấn đều rơi vào lãnh đạo nhà trường và giáo viên lớp 1. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, phỏng vấn một người tiếp một người. Người đàn ông trung niên có nỗi khổ dụng tóc sâu sắc đầy kính mắt dày nặng đặt trên sông mũi lên một cái, bất cứ vấn đề gì cũng trả lời có nề nếp. Có lẽ là do nhận phỏng vấn nhiều quá, nên nhất thời không kiềm được mà lỡ miệng nói ra tin tức thủ khoa khoa học tự nhiên và người hạng hai toàn tình là người yêu truyền thông bắt được dữ liệu mãnh liệt này thì lại kích động đến mức tay cũng run lên. Có trời mới biết mỗi lần bọn họ đào bới mấy câu trả lời tương tự nhau như vậy thì chết lặng đến mức nào, nay lại chợt nghe được chuyện mới mẻ này, tâm tình hóng chuyện trong nháy mắt lại thức tình. Vậy nên có rất nhiều người biết học bá thì phần khoa học tự nhiên được chọn điểm kia yêu đương với cô gái hạng hai toàn tỉnh môn khoa học tự nhiên, gặp mặt người lớn các loài. Lại có tin tức cô bé đứng hạng nhì kia ban đầu thành tích cả năm là đội sổ, toàn bộ đều dựa vào mối tình tốt đẹp, dưới sự thầm thấu của tình yêu mà quyết trí tự cường, lúc này mới trổ hết tài năng để nổi bật giữa hàng vạn người trong cao khao. Những học sinh cao trung lén lút yêu đương tìm mọi cách để người lớn trong nhà xem được tin tức này, thử chứng minh cho mối quan hệ của bản thân. Nhưng người lớn lại rất tỉnh táo, cười như không cười mà đáp một câu, nằm mơ nếu như yêu sớm không ảnh hưởng thành tích thậm chí còn có thể khích lệ cho nhau cùng nhau tiến bộ thì bọn họ hà tất gì mà làm người xấu chia rẽ cặp tình nhân nhỏ chứ sự thật là có rất nhiều người yêu sớm không thể tự mình chú ý đến học tập tệ hơn nữa là làm ra những chuyện không thể cứu vãn được cô gái trong bản tin này là một trường hợp vô cùng hiếm có ngưỡng mộ một chút là được rồi không bắt chước được đâu với số điểm cao nên đã trúng tuyển vào đại học A cao nhất cả nước. Hai người đều đăng ký môn tài chính, lại còn trùng hợp mà được chia vào chung lớp. Lời nguyền chia tay vào mùa tốt nghiệp cũng không hề ứng nghiệm lên người Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân. Cuộc sống đại học và cuộc sống trung học của bọn họ cũng không khác gì nhau. Hai người thuê một căn phòng ở gần trường học, đi học thì ngồi chung một chỗ, lúc không lên lớp thì vùi ở trong nhà nhỏ. Nguyễn Nguyễn thích ngủ nướng, Thẩm ân sẽ đánh máy ở phòng khách, cả ngày vội vội vàng vàng, không biết bận cái gì. Bốn năm đại học loáng một cái đã qua, Nguyễn Nguyễn bảo vệ luận văn ở trường, thẩm ân thuận lợi hoàn tất tốt nghiệp với tư cách là học sinh xuất sắc. Bố mẹ Nguyễn Nguyễn cố ý cho thẩm ân đến tập đoàn Nguyễn Thị để rèn luyện, chỉ là anh đã từ chối. Khi đó mọi người mới biết, năm đó thẩm ân tốt nghiệp trung học là đã gây dựng con đường sự nghiệp, sau bốn năm phát triển, danh tiếng công ty ngày càng lớn mạnh, bộc lộ tài năng trong thương giới. Lại qua 2 năm, Nguyễn Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ, công ty thẩm ân sáng lập đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán, lực ảnh hưởng ở thương giới trực tiếp ép lên cả tập đoàn Nguyễn Thị. Thẩm ân 24 tuổi, gần 25 tuổi đã được mài rũi suốt 5 tháng, đã không còn là đứa nhỏ thủ đoạn non nớt mới mọc lông tơ lúc trước. Thân cao 1m85, đường cong rõ ràng, vóc người hoàn mỹ bao bên trong bộ âu phục cao cấp con người sâu thẳm đen nhánh một mảnh khiến cho người khác đoán không ra cả người toát loại hormone thanh xuân đang trong giai đoạn truyền giao giữa một thiếu niên ngây ngô và một người đàn ông trưởng thành loại khí chất cấm dục khắc chế kia hấp dẫn không ít trái tim thiếu nữ đang nảy mầm mặc dù biết rõ vị này là hoa đã có chủ cũng có nhân viên mới vừa vào công ty đã nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của thẩm ân cả ngày mà động tâm tư học bộ dạng ngây thơ thiếu hiểu biết cố ý ở mặt trước anh gây ra những lỗi lầm nhỏ không phải là không cẩn thận làm đổ cà phê thì chính là giả vờ ngã vào ngực anh đương nhiên là những người này cũng không có ngoại lệ đều bị khai trừ còn vì một lần vất vả mà nhàn nhã suốt đời nên thẩm ân đã dứt khoát đổi trợ lý bên người và toàn bộ thư ký thành nam tây trang cùng một màu đàn ông đẹp đẽ ra vào văn phòng tổng giám đốc hình ảnh đẹp mắt kia khiến cho mỗi lần Nguyễn Nguyễn nhìn thấy đều nhịn không được mà nhắm hai mắt lại. Không cho phép nhìn bọn họ, nhìn anh, ánh mắt của Nguyễn Nguyễn lại lần nữa chuyển sang khuôn mặt bình tĩnh thầm ân. Hơn nữa, khi cảm nhận được mình bị qua loa lấy lệ thì sắc mặt đã đen hoàn toàn rồi. Buông văn kiện trong tay xuống, ôm ngang người đang ngồi trên ghế sofa lên, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Đột nhiên bị nhấc lên không trung, Nguyễn Nguyễn kinh ngạc hô một tiếng, anh làm gì vậy? Rất nhiều người đang nhìn đấy. Anh tan làm, cũng không để ý tới ánh mắt nhìn về phía bên này của nhân viên công tác, thẩm ân ôm người đi vào bãi đỗ xe. Chiếc xe màu đen xa hoa gào thét lướt qua, khiến bụi đất hất lên một đường. Vào cửa lớn biệt thự, Nguyễn Nguyễn vừa đổi đôi dép lê trong nhà, quay lại là đã nhìn thấy thẩm ân ung dung thong thả tháo cà vạt, món tay thon dài đặt trên áo cởi bỏ từng cái từng cái nút áo. Nguyễn Nguyễn bị nam sắc cam dỗ đứng tại chỗ mắt không di chuyển mà nhìn, đợi đến khi cô cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy thì đã bị người kia đặt ở dưới thân mà hôn. Chương 12 Nụ hôn dày đặc rơi trên chóp mũi và đôi môi cô, người đàn ông với đôi mắt đỏ au cởi áo sơ mi vất xuống sàn nhà được trải tấm thảm dày, sau đó vươn tay cởi quần áo của cô. Cởi được một nửa, Móng tay sắc nhọn của Nguyễn Nguyễn cào rách tấm lưng của người đàn ông. Anh rên lên một tiếng, nâng hai bàn tay không ngoan lên, đè ở hai bên gối, giọng nói khêu gợi trầm khàn, vùi vào cổ Nguyễn Nguyễn thở gấp, "Nên cắt móng tay cho em rồi." Nguyễn Nguyễn ý thức mơ màng nhìn anh với đôi mắt khép hờ, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, cả người mềm nhũn như một đầm nước suối ngày xuân. Hôm sau, lúc Nguyễn Nguyễn tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Cô vươn vai vén chăn, trên đùi trắng như tuyết đầy những dấu vết vô cùng dễ thấy. Mặt cô ửng đỏ, kéo áo ngủ xuống rồi chậm rãi xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ. Căn biệt thự này là căn biệt thự Thẩm Ân mua ở lưng đồi, xung quanh yên tĩnh, đập vào mắt là núi đồi xanh mướt. Lúc cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì chuyển ra khỏi nhà, đến đây ở với Thẩm Ân, cuộc sống chung dưới một mái nhà thật sự Ngoài gì quản gia đến dọn dẹp định kỳ thì bình thường chỉ có cô và anh ở đây. Ngày tháng trôi qua rất an nhàn, nếu thẩm ân không quá nhiệt tình với chuyện tình dục thì càng tốt hơn. Nguyễn Nguyễn đầu tóc rối bù vệ sinh cá nhân xong, sau đó xài bước vào phòng khách. Từ cánh cửa nhà bếp đang mở, cô nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo thoải mái, đeo tạp dề, tay cầm môi đang nấu đồ ăn. Cô ngồi ngần người trên sofa trong phòng khách một lúc, chưa đến nửa tiếng sau thì bị dục rửa tay ăn cơm. Trên bàn có ba món, một mặn hai chay, còn có món canh táo đỏ giò heo mà Nguyễn Nguyễn thích. Sau khi sống chung, Thẩm Ân luôn là người xuống bếp. Nếu thỉnh thoảng anh tan ca muộn thì Nguyễn Nguyễn sẽ nấu chút đồ ăn, chỉ có điều tay nghề của cô không tốt bằng Thẩm Ân, cũng chỉ biết vài món đơn giản, ví dụ như trứng xào cà chua. Cô hậu đậu vốn muốn thuê người chuyên nghiệp đến nấu nhưng thẩm ân không vui. Không phải anh tiếc chút tiền để thuê người, chỉ đơn giản là anh không thích người ngoài bước vào nhà của hai người. Nếu không phải biệt thự quá rộng, một mình anh không thể nào dọn dẹp hết được thì ngay cả gì quản gia anh cũng không muốn để vào nhà. Ăn một bát cơm nhỏ và hai bát canh giò heo, Nguyễn Nguyễn no nê ngồi thừ trên sofa không muốn động đậy. Cô như một ông lớn chăm chú nhìn bóng lưng thẩm ân đang bê bát vào bếp, nhìn anh bận bịu thu dọn bát đũa, lau sạch sẽ đồ làm bếp đã dùng. Một lúc sau, có người chen lên sofa, Nguyễn Nguyễn biếng nhác ven mí mắt liếc nhìn anh, nằm im chẳng nhúc nhích, nói, gì đấy? Thẩm ân dơ bấm móng tay lên, cầm một tay cô lên, cụp mắt nghiêm túc nói, bấm móng tay. Chấm hỏi ngoặc kép, Nguyễn Nguyễn muốn rụt tay lại nhưng cố một lúc lâu mà vẫn không thành công, thế là chừng mắt nhìn anh, đầy vẻ không vui em mới làm móng chẳng bao lâu. Dài rồi, vướng víu, người đàn ông không hề mềm lòng, lách cách vài cái, móng tay ở năm đầu ngón tay đã, từ trận. Dụa đi các góc cạnh ở đầu móng tay, người đàn ông hài lòng đổi sang tay kia bấm tiếp. Nhìn mười đầu ngón tay của mình trụi lùi, Nguyễn Nguyễn phát cáu, bàn chân trần dứt khoát áp lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, hung hăng nói, không được đến gần em, em giận rồi quyết định chiến tranh lạnh với anh 5 tiếng. Đôi mày thanh tú của người đàn ông nhướng lên, đặt chân cô xuống, nhìn cô mấy giây. Lúc Nguyễn Nguyễn đã chuẩn bị xong tư thế phòng bị, sợ anh sẽ xông tới bất ngờ thì Thẩm Ân đã đi thẳng về phòng ngủ, cầm laptop ra, ngồi ở đầu kia sofa im lặng xử lý công việc. Thấy Thẩm Ân thật sự mặc kệ mình, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng rồi cầm máy tính bảng trên bàn trà lên xem phim bất giác đã mấy tiếng trôi qua, cô đang xem đến nỗi mỏi mắt muốn nghỉ ngơi, khóe mắt liếc thấy người đàn ông ngồi ở đầu kia sofa cử động. Anh đóng laptop lại, cẩn thận đặt chính giữa bàn trà, sau đó rời mắt nhìn cô. Nguyễn Nguyễn chưa thốt ra được câu nào đã bị bổ nhào ngã lên sofa. Máy tính bảng cầm không chắc rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh, vừa nghe đã biết ngay vỡ màn hình rồi. Máy tính bảng hỏng rồi, cô chống một tay lên lồng ngực người đàn ông tay kia muốn cầm máy tính bảng đang nằm dưới đất lên. Nhưng người đàn ông nắm lấy bàn tay đang với ra ngoài của cô lại, cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, mơ hồ không rõ, mua cái khác. Nguyễn Nguyễn ngoảnh đầu sang một bên, thở gấp, chẳng phải đã nói là chiến tranh lạnh 5 tiếng à. 5 tiếng vừa qua rồi, bây giờ là thời gian của anh. Người đàn ông đuổi theo đôi môi đỏ của cô, ngón tay linh hoạt cởi dây thắt áo ngủ của cô ra, kéo ra khỏi áo. Khoan đã, Nguyễn Nguyễn không từ bỏ, muốn đấu tranh lần nữa, đôi mắt đen ngân nước chớp chớp, yếu ớt biểu môi, em đói rồi, hay là ăn cơm trước đã. Động tác của người đàn ông không hề dừng lại, đôi mắt sâu thẳm toát lên ý cười, vẻ mặt đầy ẩn ý, chẳng phải đang đốt em ăn đây sao? Dày vỏ hơn một tiếng đồng hồ, Nguyễn Nguyễn nằm đơ trên sofa, đờ đẫn liếc nhìn người đàn ông đang chậm rãi mặc quần áo cho mình, giận dữ nói mặt người dạ thú. Lúc ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn sang, cô lập tức đổi lại, yếu ớt nói, ý em là, em thích như vậy. Ngoan, anh đi nấu cơm, người đàn ông cúi người hôn lên vầng trán mướt nước của Nguyễn Nguyễn, hài lòng vui vẻ đi vào bếp. Mấy ngày nghỉ phép năm, cuộc sống của thẩm ân trôi qua rất thú vị, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt cả ngày. Ngược lại, Nguyễn Nguyễn sắp bị ép khô, trong mơ cũng không thoát được số phận bị đè làm chuyện đó cô cực kỳ tức giận quyết định truyền về chỗ bố mẹ ở vài ngày có điều tay còn chưa chạm được tay nắm cửa nhìn bóng dáng thẩm ân dần dần đến gần cô run lập cập đưa tay chống lên ngực anh khóc không ra nước mắt có gì từ từ nói bỏ dây thừng xuống người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước ngực hôn lên hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhướng lên đôi mắt sáng toát vẻ quyến rũ ánh mắt dịu dàng chất chứa quyến luyến khó tả, ngoan, nghe lời nào. Cuối cùng, sợi dây thừng không biết từ đâu ra chẳng có tác dụng gì. Ngược lại một chiếc cà vạt mới toanh anh tiện tay rút từ trong tủ ra bị buộc đến nỗi nhỏ nhĩ. Sau khi Nguyễn Nguyễn ẩm ý muốn rời khỏi đây vài ngày, thẩm ân thực sự đã kiềm chế rất nhiều. Trước đó, mỗi ngày đều phải làm hai lần, bây giờ có thể kiềm chế hai ngày một lần rồi. Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện ánh mắt người đàn ông nằm bên cạnh ngày càng ai oán. Khoảng nửa năm trôi qua, sau khi công ty của Thẩm Ân mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp duy nhất có thể ngang hàng với tập đoàn Nguyễn Thị trong giới kinh doanh, anh đã cầu hôn cô gái anh yêu trong biển hoa được dày công chuẩn bị, Nguyễn Nguyễn, lấy anh nhé. Từ cấp 3 cho đến tận hôm nay, thời gian mấy năm đã trôi qua, tình cảm của hai người như nước chảy thành sông. Hốc mắt Nguyễn Nguyễn rơm rớm nước, Cười đáp một chữ, "Vâng." Lễ cưới của hai người được tổ chức trên một hòn đảo, mời rất nhiều doanh nhân lớn đến tham gia, còn có vài nhân vật chính trị có máu mặt. Trong lễ cưới, chàng trai với hai bàn tay trắng đã trưởng thành, thành một người đàn ông có giá trị hàng trăm triệu. Giờ đây, cuối cùng anh cũng kết hôn với cô gái trong lòng. Cả hai vẫn còn một đoạn đường dài phải đi, tương lai cũng sẽ nắm tay cùng nhau già đi. Mấy mươi năm trôi qua, vào khoảnh khắc thầm ân tóc bạc trắng nhắm mắt xuôi tay, Nguyễn Nguyễn cũng nối bước rời khỏi thế giới này. Chỉ là khi cô lần nữa mở mắt, xung quanh tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Trong đại điện trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn cường tráng đang nhìn cô chăm chăm. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, hắn phất tay, một tia sáng trắng thoát ra khỏi cơ thể Nguyễn Nguyễn, bị thu vào tay người đó. Người đàn ông với dáng người vạm vỡ xem đoạn ký ức nắm trong tay, nói, tình cảm không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi giữ ký ức mấy chục năm qua giúp cô trước, sau này sẽ trả lại. Lúc này, mắt Nguyễn Nguyễn dần rõ ràng, ngoan ngoãn gọi, Diêm Vương. Sau đó, cơ thể lắc lư, cô đã bị đưa ra khỏi địa ngục, đi đến thế giới tiếp theo. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn, chương 13. Xung quanh ngọn núi xa, cây xanh bao phủ, ngọn núi cao nguy nga như đâm thẳng vào tầng mây xanh biếc. Đường lên núi uốn lượn quanh co, tựa hồ có dấu vết bị che đậy mất, nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy. Bỗng nhiên ở phía xa bầu trời có hào quang vạn trưởng, trói sáng đến độ khiến người ta không mở mắt nổi. Hai người trẻ tuổi mặc đạo bào trắng đang leo lên núi đột nhiên chừng lớn, trong mắt lóe lên tia sáng, kinh hỉ nói, đại sư huynh đột phá rồi hai người bước nhanh lên núi vội vàng chạy đến nơi tỏa ra hào quang nhưng vừa bước vào sơn môn không đợi bọn họ đi thêm hai bước thì bùm một tiếng nổ lớn xuyên thấu màng nhĩ truyền khắp cả sư môn hai người trẻ tuổi nhìn nhau một cái nhìn thấu sự bất lực trong ánh mắt của đối phương ngay sau đó cả hai xoay gót chân đi về hướng động phủ phát ra tiếng vang đó lúc bọn họ đến đó thì thấy khói xanh không ngừng bốc ra từ khe cửa ở trước động phủ người ở bên trong đúng lúc cũng đang ho mà chạy ra ngoài. Làn khói dày đặc khiến nàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, tay áo bảo rộng lớn vung vầy vài cái trong không trung, cố gắng bịt hai cánh mũi lại để khói xanh tản ra. Nhìn thấy hai thanh niên bạch y đang đứng lặng trước cửa, khóe miệng Nguyễn Nguyễn mếu lại, như chịu phải oan ức to lớn, tam sư huynh, chi bạch sư huynh, muội không phải cố ý đâu. Thiếu nữ ước chừng 14 tuổi, mái tóc đen sẫm dài qua eo chỉ búi một kiểu tóc đơn giản, dùng hai đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt để tô điểm một chút. Khuôn mặt nhỏ dính phải cho bụi đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt to tròn vẫn sáng ngời và trong veo, lúc này đang không ngừng xoay tròn. Đạo bào trắng ngần trên người cũng dính phải vài vệt đen, nhìn vào trông có hơi bẩn thỉu. Tiểu sư muội, muội lại làm nổ phòng luyện đan trên phiêu miểu phong rồi sao? Mạc Liêu Quang che miệng cười hai tiếng, lập tức đón lấy ánh mắt vớt ức của Nguyễn Nguyễn rồi đi quanh nàng một vòng. Đợi đến khi đã ngắm đủ dáng vẻ buồn cười của thiếu nữ, lúc này mới nhàn nhã vỗ vai nàng, giơ món tay cái lên, muội thật lợi hại. Thấy thiếu nữ miệng mếu lại dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, giản chi bạch đi cùng thu lại ý cười bên khóe miệng, lấy một cái khăn gấm từ trong ống tay áo ra, ôn nhu lau sạch khuôn mặt của thiếu nữ, tốt bụng an ủi, đừng nghe tam sư huynh nói bậy, con người huynh ấy trước giờ nghĩ gì nói đó. Ánh mắt của thiếu nữ rơi vào mũi chân của mình, vẻ mặt vẫn còn dầu dĩ. Chẳng qua chỉ là cái phòng luyện đan thôi, nổ thì sửa lại là được. Giản chi bạch cất cái khăn gấm đã bẩn đi, nhìn khuôn mặt đã trắng hồng trở lại của thiếu nữ, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hài lòng. Mạc Liêu Quang tự biết mình nói sai khiến tiểu sự muội không vui, vội vàng tươi cười nhận lỗi rồi thuận thế nói sang chuyện khác tiểu sư muội đại sư huynh xuất quan rồi muội thay bộ y phục khác rồi cùng bọn ta đi chúc mừng đại sư huynh nhé nguyễn nguyễn kéo kéo đạo bào đã nhăn nhúng của mình do dự một lúc rồi mím môi nói các sư huynh đi trước đi muội sẽ đến ngay nghe xong lời này mạc liêu quang cảm thấy rất kỳ lạ thay một bộ y phục cũng không mất thời gian bao lâu cùng đi thì tốt biết bao giản chi bạch chu đáo biết được ý tứ trong việc này nghĩ rằng có lẽ tiểu sư muội muốn đi tắm rửa rồi mới đến, thế là cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo tên thần kinh lắm điều mạc lưu quang đi trước một bước. Giản chi bạch nghĩ không sai, Nguyễn Nguyễn rất ghét cơ thể của mình bẩn thỉu sau khi hai người đi rồi, nàng bèn ngự kiếm trở về quan vũ phong, tắm rửa sạch sẽ một phen mới thay đạo bào khác, rồi lao về phía hào quang đang dần mở đi. Chúc mừng Đại sư Huynh đột phá Kim Đan, bước vào Nguyên Anh Kỳ đợi khi mạc lưu quang và Giản chi bạch đến nơi trước động phủ vừa độ kiếp đã có một đám tu sĩ vây quanh hai người chậm rãi thong thả đi qua thu lại vẻ vội vàng trên mặt trêu ghẹo nói chỗ này của đại sư huynh náo nhiệt quá đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy của người nam nhân bị vây quanh trước động phủ nhìn qua mạc lưu quang vội vàng chấn chỉnh sắc mặt lại bày ra tư thế cung cung kính kính chúc mừng đại sư huynh Giản chi bạch chậm hơn một bước cũng chắp tay hành lễ, chúc mừng đại sư huynh. Người nam nhân mặc đạo bào trắng nhàn nhạt ừm một tiếng, xem như là đang đáp lại. Các đệ tử đến chúc mừng đều đã rời đi gần hết, giản chi bạch cũng nhớ đến chuyện phòng đan dược trên phiêu miểu phong bị nổ tung, lời chúc mừng đã đưa tới rồi hắn ta cũng theo dòng người rời đi. Mạc liêu quang lúc này mới như cá chạch mà luồn đến trước mặt thẩm ân vẻ đứng đắn trước đó không được một khắc liền không chịu được. Cười đùa hí hửng nói, đại sư huynh, huynh bế quan một cái là mấy tháng, các sư đệ đều nhớ huynh đó. Ồ, nam nhân cười như không cười nhìn hắn một cái, cũng không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn, ánh mắt tùy ý rơi vào phương xa, cứ như là đang làm công sự mà hờ hững hỏi một câu, sư tôn vẫn khỏe chứ? Trong tông môn có xảy ra chuyện lạ gì không? Nói đến đề tài này, Mạc Liêu Quang lập tức phấn chấn tinh thần, như thuộc trong lòng mà kể rõ ra từng chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong tông môn mấy tháng nay. Ngay cả việc đám linh kê của phong chủ lạc hà phong phong diệt chân nhân không thấy mấy con cũng mất một khoảng thời gian để kể rõ. Bản thân Mạc Liêu Quang nói đến say sưa ngon lành, khua tay múa chân, lại không biết người nghe đã bất giác bóp bóp sông mũi, giữa hai lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi tên thần kinh mạc lưu quang cuối cùng cũng phát hiện ra đại sư huynh của mình mất kiên nhẫn, đôi mắt nhỏ xoay một vòng rồi nói đến công lao to lớn của Nguyễn Nguyễn trong mấy tháng nay. Hắn nghĩ đại sư huynh sẽ thấy hứng thú với những chuyện vui như vậy. Không ngờ thầm ân lại khẽ nhíu mày, vẻ mặt biến hóa thất thường, Cục mắt suy tư chốc lát, chậm rãi lạnh lùng thốt lên một câu, tiểu sư muội giọng điệu xa lạ này cùng với sắc mặt như lạnh lẽo như vừa rơi vào hầm băng này khiến mạc liêu quang dùng mình một cái hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vẻ mặt của đại sư huynh cái miệng thao thao bất tuyệt đột nhiên trở nên lắp bắp đại sư huynh tiểu sư muội chỉ là ham chơi mà thôi hắn căng thẳng xoa xoa ra đầu mình tiếp đó thăm dò hỏi huynh sẽ không tức giận với tiểu sư muội đâu đúng không trong mắt mạc liêu quang dáng vẻ mặt không biểu cảm nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo này của thẩm ân là rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy người vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân như đại sư huynh có lẽ là cảm thấy tiểu sư muội qua phá phách, vì vậy mà trong lòng không vui. Sự nhận thức này khiến hắn ta nhất thời trở nên hối hận, phiền muộn cái miệng lắm mồm của mình, không nên lấy chuyện của tiểu sư muội ra để đùa giỡn. Thật ra, tiểu sư muội cũng là một người đáng thương. Thuở nhỏ phụ mẫu mất hết, được vô vọng đưa về trong lúc xuống núi rèn luyện, khi đó chỉ mới 5 tuổi. Vô vọng là trưởng môn của núi Vân Linh, phong chủ của quan vũ phong, dưới danh nghĩa của mình có thu nhân 3 đệ tử thân truyền, đều là những thiên tài tu luyện có thiên tư chắc tuyệt. Đại đệ tử thẩm ân, đạo hiệu là chân diễn, 9 tuổi tuổi dẫn khí nhập thể, 11 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, bây giờ tuổi mụ 20 đã là tu sĩ nguyên anh trẻ nhất tu tiên giới hai vị đệ tử khác mặc dù không thể so sánh với thiên phú của thẩm ân, nhưng cũng là kiếm tu kỳ kim đan, một thân kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Thế mà Nguyễn Nguyễn là biến số của quan vũ phong, sau khi được vô vọng đưa về, nàng liền được xác định là thiên phú cực thấp, không thích hợp để tu luyện. Vốn muốn thả người ra ngoài cửa đi theo đám đệ tử mới nhận, nhưng tiểu cô nương đáng thương, khuôn mặt nhỏ như bàn tay hiện đầy vẻ cô đơn. Vô vọng động lòng chắc ẩn, phá lệ nhận tiểu cô nương không nhà để về này làm đệ tử cuối cùng. Từ đó Nguyễn Nguyễn liền trở thành tiểu sư muội nhỏ tuổi trên trên quan vũ phong. Ở trên là ba vị sư huynh, chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Cộng thêm việc dung mạo xinh đẹp, dẻo miệng, cho nên cũng nhận được sự yêu thương của vô vọng sư tôn và mọi người ở núi Vân Linh. Nhưng do thiên phú tu luyện cực kỳ tệ, năm Nguyễn Nguyễn 12 tuổi mới miễn cưỡng dẫn khí nhập thể đến nay đã hai năm trôi qua, cảnh giới vẫn dừng ở giai đoạn luyện khí, làm thế nào cũng không tăng lên được. Vô vọng chân nhân cũng cảm thấy hóc búa, buồn bực suy nghĩ rằng vị tiểu đệ tử này có phải không thích hợp để tu luyện kiếm đạo hay không, liền cho phép nàng đến các phòng ở Linh Vân Môn, thử nhập những đạo pháp khác. Thế là Nguyễn Nguyễn liền mở ra những ngày tháng làm gà bay chó chạy ở Linh Vân Môn. Đương nhiên đây vốn không phải là chủ ý của nàng, chỉ là năng lực có hạn đầu tiên nàng đến thê vụ phong, vốn dĩ muốn thành tâm tu tập âm luật với vụ ninh chân nhân. Vậy mà không được hai ngày, tiếng đàn thảm thiết của nàng đã làm những con linh điểu ca sướng rơi xuống từ đầu cành cây. Từ đó chỉ cần nàng vừa đặt chân lên thê vụ phong, thì đột nhiên chu vi chăm dặm sẽ không thấy bóng chim, hơi mang chút dáng vẻ thấy đại nạn mà chạy trước. Nhiều lần chăn chọc, thủy kính chân nhân không tin tà mà tiếp nhận Nguyễn Nguyễn. Đặc biệt cho phép nàng tu luyện đan thuật ở phòng luyện đan của Phiêu Miểu Phong. Thế mà chưa được 2 tháng, Nguyễn Nguyễn đã hủy hoại 5 cái lò luyện đan tốt nhất, còn làm nổ phòng luyện đan hai lần. Tính thêm một lần của hôm nay thì đã là 3 lần rồi. Thân là đại đệ tử dưới chướng của Thủy Kính chân nhân, có một bản lĩnh luyện đan xuất thật nhập hóa như giản chi bạch đã không còn cảm thấy lạ đối với việc trên Phiêu Miểu Phong cách 2 đến 3 ngày là nổ một lần lần nào cũng có thể ung dung mà giúp Nguyễn Nguyễn khắc phục hậu quả. Những chuyện khiến người ta giờ khóc giờ cười như thế này, Mạc Liêu Quang cũng trong lúc rảnh khi đã luyện kiếm xong mà chứng kiến được. May mà lúc đó Thẩm Ân đang bế quan, hắn cũng xem những việc này như là tin đồn thú vị mà kể ra. Ai ngờ Đại sư Huynh lại phản ứng như vậy, cong món tay, trong lòng Mạc Liêu Quang tràn đầy vẻ áy náy đối với Tiểu Sư muội. Chỉ mong Tiểu Sư muội sẽ đến muộn một chút, hoặc là dứt khoát không gặp đại sư huynh nữa tránh vài việc bị răn dậy một trận thế nhưng trong lòng hắn vừa vụt qua ý nghĩ này đôi mắt sắc liền nhìn thấy một bóng hình uyển chuyển nhanh nhẹn chạy từ xa đến đứng lại trước mặt bọn họ vuốt vuốt ống tay áo rộng lớn cúi chào thẩm ân đang bày ra vẻ mặt hờ hững một cái chúc mừng đại sư huynh tỏ vẻ rất ngoan ngoãn hoàn toàn khác với dáng vẻ hận không thể lên trời xuống đất ngày thường tiểu sư muội ba từ này đánh một vòng tại đầu lưỡi của thẩm ân, vẻ mặt chàng khó hiểu nhìn chằm chằm một lúc vào tiểu cô nương có dáng dấp chỉ vừa đến ngực mình. Hồi lâu mới mím môi cười một cái, thu lại ánh nhìn tìm tòi rơi trên cơ thể nhỏ gầy lại, ngũ quan hờ hứng trở nên sinh động, đôi môi mỏng hé mở, xem ra ta bế quan mấy tháng, quả thật xảy ra một vài việc thú vị. Không đoán được khuôn mặt nghiêm nghị của nam nhân đang có ý gì, cái đầu nhỏ của Nguyễn Nguyễn lại cúi xuống thấp một chút, giọng nói ngọt ngào thăm dò thử, bây giờ đại sư Huynh có về quan vũ phong không? Mọi người về trước đi, không cần đợi ta, đầu ngón tay thẩm ân phủi phủi đạo bao vừa bị gió thổi làm cho vung lên, cuối cùng bổ sung một câu. Nếu ngày mai tiểu sư muội rảnh thì đến tìm ta một chuyến. Vừa dứt lời, người liền hóa thành một tia ánh bạc biến mất ở trước mặt Nguyễn Nguyễn để lại nàng đang cùng của Mạc Lưu Quang đang hậm hực vuốt mũi mà dùng đôi mắt lớn chừng đôi mắt nhỏ. Tam sư huynh, có phải huynh cáo trạng với đại sư huynh rồi không? Nhớ lại thái độ thờ ơ của thẩm ân đối với mình. Nguyễn Nguyễn Nghi hoặc liếc ánh mắt về phía Mạc Lưu Quang đang nhìn trời nhưng lại không dám nhìn nàng. Ờm, Mạc Lưu Quang trột dạ che miệng lại, đôi mắt nhỏ của hắn liếc trái liếc phải. Cuối cùng nhân lúc Nguyễn Nguyễn không chú ý, vèo, một cái cưỡi kiếm bay đi, trong phút chốc không thấy bóng dáng. Tình nghĩa sư huynh muội này chẳng khác nào miếng bọt biển yếu đuối. Nguyễn Nguyễn yếu ớt thở dài, ngước đầu lên nhìn mặt trời, xác định đã đến giờ nên ăn trưa, thế là chậm rãi đi về phía nhà ăn. Thẩm Ân tìm nàng, sẽ là vì cái gì đây? Mang theo tâm sự, nàng ngồi ở một góc của nhà ăn không cẩn thận ăn hai bát cơm lớn. Vuốt vuốt cái bụng đã phình to ra, khuôn mặt nhỏ căng mỏng của Nguyễn Nguyễn nhăn lại a à, ăn no rồi. Chương 14 Đỉnh Quan Vũ là nơi trường môn linh vân môn thường đến tu luyện, hội tụ linh khí, tràn đầy linh thực. Vô vọng đã khai phá một mảnh đất khổng lồ thích hợp cư trú trên đỉnh núi. Người tu luyện không quá câu nể, vậy nên chỉ cần tạo ra một sơn động, rồi dọn dẹp sạch sẽ bên trong là có thể xem như một động phủ để ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Nhưng thẩm ân thì lại khác chàng xây cất nơi ở trên đỉnh quan vũ như một căn nhà nhỏ của nông dân trốn nhân gian. Chàng làm tường sân thấp bé bằng hàng rào vây quanh, trên tường có mấy cây mây và dây leo xanh mướt, căng tràn sức sống leo lên, nở ra những đóa hoa kiểu diễm. Có đóa hoa vươn ra khỏi tường, đón gió, quyết không đông đưa, cam chịu. Gạch đỏ ngói xanh, chỉ thiếu một bếp lò nhóm lửa thổi cơm cùng ống khói nhà khói mịt mù nữa là giống nhà của nông dân y đúc. Như vậy vừa rất đỗi đơn giản lại tràn đầy sức sống. Đến nỗi mà khi Nguyễn Nguyễn đến trước cửa nhà cũng có phần kinh ngạc, suýt chút là quên mình đang ở Linh Vân Môn có cả ngàn cả vạn môn đồ tại tu tiên giới. Cách hàng rào chắn thấp bé, Nguyễn Nguyễn liếc mắt đã thấy thẩm ân đang ngồi trên ghế đá lau trường kiếm trong sân. Chàng trai trẻ rủ mắt, nhìn chằm chằm vào thân kiếm bên dưới, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm chiếc khăn vải màu nhạt lau một đường từ mũi kiếm đến cuối sau đó lặp lại y hệt. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay góc áo đạo sĩ trắng toát của chàng, dây buộc tóc màu ngọc phất phơ, vạch ra một độ cong hình bán nguyệt giữa không trung. Đại sư Huynh, Nguyễn Nguyễn đứng ngoài hàng rào tre cất tiếng gọi, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu cho nàng đầy cửa bước vào, mới vào trong khoảng sân ngập tràn hương sắc cỏ hoa kia, còn thận trọng đứng lại cách chàng trai trẻ mặc bộ đồ trắng một mét. Thẩm ân gác trường kiếm vào bàn đá, ngước mắt nhìn lên, khóe môi cong cong, cô gái nhỏ kiên định cúi thấp đầu, cố sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, mắt nhìn theo chàng. Một lúc lâu sau, chàng ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói trong mát như dòng suối rót vào tai Nguyễn Nguyễn, cách xa thế làm gì? Hôm qua lúc ở cùng Liêu Quang Sư Đệ, ta có thấy muội như vậy đâu. Mạc Liêu Quang Thần Kinh Thô, hành xử tùy tiện, khác hoàn toàn với Đại sư Huynh Thẩm Ân, đại đệ tử thân truyền của trưởng môn, được cả linh vân môn yêu kính. Thẩm Ân là người ăn nói thận trọng, kể cả khi đối đáp với sư tôn vô vọng cũng mặt không đổi sắc, đối xử xa cách. Đối với một người như vậy mà nói, rất khó để khơi lên ý muốn thân mật. Nguyễn Nguyễn mím môi, chậm rãi bước đến ngồi xuống đối diện chàng trai trẻ, món tay nàng khuấy đều, nhỏ giọng hỏi: Đại sư huynh kiếm ta có việc gì không? Thẩm Ân đẩy trường kiếm trên bàn đá ra trước. Nâng tách trà đã nguội lạnh trong khay trà lên nhấp một ngụm rồi cất tiếng nói, "Luyện một bộ kiếm pháp cho ta xem." Chấm hỏi ngoặc kép, Nguyễn Nguyễn khó hiểu nhìn chàng, lại nhìn sang trường kiếm sắc bén trên bàn, mãi mới nói được một câu, "Thế thôi à?" Sau đó, nàng thấy chân mày chàng trai trẻ tuấn tú nhếch lên, đôi mắt đen lay láy nhìn sang. Nguyễn Nguyễn biết mình lỡ lời, vội cầm thanh kiếm nặng trịch trên bàn lên đi ra giữa sân dồn sức biểu diễn một lượt bộ kiếm pháp mình thành thạo nhất. Nguyễn Nguyễn múa đường kiếm cuối cùng rồi thu kiếm về, nàng ngoan ngoãn ngồi trước bàn đá, hơi nghiêng người ra trước, nhìn chằm chằm biểu cảm không đổi của thẩm ân với chút mong đợi, đại sư Huynh thấy sao? Đó là bộ kiếm pháp nàng thành thạo nhất và giỏi nhất, hiếm khi cho người khác xem. Chàng trai trẻ yên lặng không đáp, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà, lông mi dày che phủ mí mắt run run khá khen cho dũng khí. Nguyễn Nguyễn thấy tim nhói lên, đầy rõ là đang chê cười nàng bất tài mà không tự biết, còn đứng trước mặt chàng xin giúp đỡ sao. Nàng giản xuống sự khó chịu trong lòng, phồng má, vậy xin sư huynh dạy bảo. Vừa nói dứt lời đã thấy ngón tay của chàng trai đang rũ mắt động đầy. Kế đó một cơn gió kinh người lướt qua bên má Nguyễn Nguyễn, đánh vào hàng rào che đằng sau, đóa hoa phấn vươn ra khỏi tường rơi xuống trong im lặng cơ thể Nguyễn Nguyễn cứng đờ, nàng nghiêng đầu phát hiện tóc mình cũng bị đánh rơi vài sợi, những sợi tóc đen dài rớt xuống rất dễ nhìn. Ta đùa với sư huynh thôi, Nguyễn Nguyễn phút chốc thấy sợ, gương mặt sợ đến sắp co giật cố cười lên, trong lòng lại chửi bới thẩm ân không biết bao nhiêu lần. ỉ vào bản thân là tu vi nguyên anh lại bắt nạt nàng một cô gái đến trúc cơ cũng không luyện thành được, đúng là mặt dày. Có bản lĩnh thì thể hiện trước mặt sư tôn đi, xem xem có bị dạy dỗ cho một trận hay không. Người bị nàng mắng chửi cau mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào nàng, hỏi nhưng khẳng định chắc nịch muội đang mắng ta trong lòng. Đây là đọc tâm thuật à, nụ cười giả tạo trên mặt Nguyễn Nguyễn không mất đi mà còn cười tươi hơn, sao thế được? Thẩm ân cầm tách trà không nói gì, yên lặng một lúc. Nghĩ đến bí cảnh sẽ mở vào một tháng sau, Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, mặt dày phá tan sự yên lặng này, Đại sư Huynh, một tháng sau, ta có thể đi học hỏi chút về bí cảnh phía bên Bắc Hải không? Bí cảnh kia được hình thành sau khi một vị đại năng ở tu tiên giới qua đời, cứ cách ba năm lại mở ra một lần, lần mở gần nhất là cuối tháng 8. Nghe nói linh bảo bên trong bí cảnh rất nhiều, còn vô cùng quý hiếm. Các tông môn phái đi nhiều đệ tử đến dò xét như vậy rồi mà vẫn không thể nào đến được nơi sâu nhất trong bí cảnh. Cũng vì sự nguy hiểm của nó mà các tông môn phụ trách dẫn đội nhất định phải là đệ tử có sức thực lực vượt trội trong môn phái. Ở Linh Vân Môn không là thẩm ân thì chẳng có sự lựa chọn nào khác. muội muốn đi, thẩm ân liếc mắt nhìn nàng, trong đáy mắt bình lặng gợn lăn tăn sóng, nhưng phút chốc đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chàng không hề căng thẳng, ngón tay thon dài như có như không miết nhẹ lên mặt bàn, tựa như đang đợi người bên cạnh nói ra một lý do khiến chàng hài lòng. Tu vi của đệ tử được phép bước vào bí cảnh lịch luyện ít nhất cũng phải đặt trúc cơ, mà bí cảnh như Bắc Hải lại vô cùng phức tạp, nguy hiểm tiềm tàng. Tu sĩ bước vào đó quả nửa đều là kim đan trở lên, một vài đệ tử trúc cơ sẽ theo sát phía sau. Còn về loại đệ tử vất vả mãi mới luyện thành khí kỳ như Nguyễn Nguyễn, đến ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Thực chất trong lòng Nguyễn Nguyễn vốn cũng không muốn đến bí cảnh. Ở Linh Mân Môn thoải mái, an toàn như vậy, sao cứ phải chạy đến chen chúc ở nơi nguy hiểm như bí cảnh kia chứ? Nhất là khi bản thân nàng còn là một tay mơ, nói không chừng vừa đi đã nộp mạng rồi. Nhưng nàng có lý do để không thể không đi, dựa trên sự phát triển tình tiết của bản gốc, sau chuyến đi bí cảnh này thẩm ân sẽ sinh ra tâm ma. Không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong bí cảnh, chỉ thấy đứa con trời sinh của Linh Vân Môn với cặp mắt đỏ ao, múa kiếm như điên như dại dường như có dấu vết của sự nhập ma. Người tiến đến ngăn cảnh đều bị chàng đánh trọng thương, bí cảnh suýt chốt sụp đổ. Sau đó dù đã được khống chế nhưng người các tông môn vẫn nảy sinh hiềm khích với Linh Vân Môn, sợ hãi thẩm ân tột đổ. Nghĩ đến người nam nhân anh Tuấn còn đang ung dung thường trà bên cạnh nàng cuối cùng có cái kết tàu hòa nhập ma, bị nữ chính một kiếm xuyên tim, bị đẩy xuống núi phong ma bị ngàn vạn ma quỷ dày xéo đến chết. Nguyễn Nguyễn cũng thấy tiếc nuối vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía anh cũng dâng đầy niềm thương xót. Đặc biệt Thẩm Ân còn thích nữ chính, còn gì đau đớn hơn việc chết trong tay người mình thích kia chứ? Chuyện này khiến cho Nguyễn Nguyễn càng thêm bao dung với kẻ đáng thương này, mặc cho bây giờ kẻ đáng thương ấy vẫn là tên mặt liệt, khiến người ta tức chết. Cơn tức nghẹn trong ngực trước đó đã dần tan, Nguyễn Nguyễn ngẫm thật kỹ, trả lời một cách hợp tình hợp lý, "Muốn đi chứ, muội cũng muốn đi lịch luyện một lần." học thêm kiến thức. Với cả cũng lâu lắm rồi muội không xuống núi. Câu nói sau đó nhỏ dần đi nhưng thẩm ân lại nghe rất rõ ràng. Một nụ cười như có như không hiện trên môi chàng, trước khi tách trà trên tay Nguyễn Nguyễn nguội lạnh, cuối cùng chàng cũng chậm rãi nói, được. Đồng ý rồi sao, Nguyễn Nguyễn còn nghĩ nếu chàng không đồng ý, sẽ mềm nắn rắn buông mãi đến khi chàng nói được mới thôi hoặc là trực tiếp đến cầu xin sư tôn, nào có ngờ lại dễ dàng như thế. Nguyễn Nguyễn không hiểu rốt cuộc Thẩm Ân đang nghĩ gì, nàng sợ chàng chỉ nhất thời bột miệng, sau đó lại bảo không được. Vậy là nàng vội vàng đứng dậy định cáo từ, quả nhiên dây tiếp theo đã bị gọi giật lại. "Đợi chút." Nguyễn Nguyễn giật mình, thầm nói sao người như Thẩm Ân cứ sớm nắng chiều mưa vậy. Nàng còn nghĩ thầm xong rồi, ngước lên chỉ thấy Thẩm Ân nhìn nàng với ánh mắt khác lạ, sau đó dùng linh khí nâng trường kiếm trên bàn đá lên, đặt ngang với gót chân nàng. Nguyễn Nguyễn cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa của hành động này, nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm sắc bén bên cạnh, yên lặng một lúc như trường kiếm của thẩm ân. Nàng thụ sùng nhược kinh, khó tin, dò xét cái này, cho mũi. Ừ, chàng kiệm lời nặn ra một chữ từ mũi, rồi lại liếc nhìn Nguyễn Nguyễn bằng vẻ mặt thiếu nhẫn nại, như thể đang chất vấn sao nàng vẫn chưa đi. Nguyễn Nguyễn run rẩy cầm thanh trường kiếm khá nặng kia lên, vội vã chạy ra cửa nàng chẳng hề hay biết chàng trai trẻ với ánh mắt sâu thẳm trước bàn đá đã nhìn chằm chằm bóng lưng khuất xa của nàng suốt bao lâu trên gương mặt trắng trẻo ấy lại ánh lên sự bất lực hiếm thấy chàng mím môi cười rộ lên thú vị đấy những chuyện đã là như vậy không đổi khó tránh nhàm chán chẳng biết sao giờ dưới mắt chàng lại có sự thay đổi cõi lòng vốn như giếng sâu không dậy sóng đã lâu lại cảm nhận được chút cảm giác mới lạ những thứ không biết luôn kích thích ham muốn thăm dò của người khác nếu chàng để để ý rồi thì cũng chẳng ngại bớt chút thời gian kiếm niềm vui. Trên đường sách kiếm về phủ, Nguyễn Nguyễn tình cờ gặp Mạc Liêu Quang cũng đang sách kiếm. Quan ra ngõ hẹp, Mạc Liêu Quang trột giả chỉ muốn quay gót chạy trốn đi thật xa. Nhưng mắt hắn chợt sáng lên, chân không tự chủ được đứng ngay lại, cách Nguyễn Nguyễn 2 mét, ánh mắt hiếu kỳ chuyển đến thanh kiếm nàng cầm. Dường như muốn chắc chắn gì đó, hắn còn cố ý đến gần hơn để quan sát cẩn thận. Một lúc lâu sau, gương mặt tuấn tú đã rúm gió vì sợ, đôi mắt ti hí mở lớn hơn cả chuông đồng. Mạc Liêu Quang mất bình tĩnh cất tiếng vang dội như gà gáy, miệng hắn mở to, tiểu sư muội muội lấy thanh kiếm này từ đâu ra? Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên khi thấy Mạc Liêu Quang có phản ứng mạnh mẽ như vậy, khó hiểu nhìn hắn rồi lại liếc sang trường kiếm. So với nàng thì thanh kiếm này chỉ nặng hơn trường kiếm bình thường một chút, sắc hơn chút, đẹp hơn chút, còn lại chẳng có gì đặc biệt, cớ sao Mạc Lưu Quang phải trưng ra cái vẻ mặt đó. Khi Nguyễn Nguyễn định lên tiếng đáp lại, Mạc Lưu Quang đã tự mình kích động, dành trước một bước, kiếm này tên là Trục Nguyệt, do một vị đại năng đúc kiếm đã qua đời làm cho bạn đời của mình. Thanh kiếm này vô cùng cứng cáp, mọi đồ vật sắc nhọn trên thế gian đều không thể phá hủy nó. Về sau, sau khi bạn đời của vị đại năng kia chết, thanh kiếm này cũng biến mất không dấu vết hóa ra thanh kiếm này lại có lai lịch như vậy nguyễn nguyễn gật đầu tỏ ý mình đã biết thấy tiểu sư muội bình tĩnh như vậy mạc lưu quang lại có chút nóng này đột nhiên hiểu ra gì đó hỏi nàng có phải muội đã quên mất kiếm của đại sư huynh tên gì rồi không chấm hỏi ngoặc kép nguyễn nguyễn không hiểu được đề tài chuyển nhanh quá nàng không theo kịp là trích tinh đó mạc lưu quang nhìn nguyễn nguyễn thiếu kiên nhẫn với người dạy mãi không được hắn nói tiếp Trích tinh là thanh kiếm vị đại năng kia mang theo bên người, là một đôi với trục nguyệt đấy. Người ta hay bảo trục nguyệt, trích tinh có tình, lúc đại sư huynh tìm được kiếm trích tinh, bọn ta còn đoán mỏ không biết khi nào trục nguyệt sẽ tái xuất giang hồ, nào ngờ giờ tiểu sư muội lại cầm đây rồi. Hừm, ta thực sự rất muốn thấy biểu cảm của đại sư huynh khi phát hiện ra tiểu sư muội đang cầm trục nguyệt trên tay đấy. Vừa nói hắn vừa cười đầy thô bỉ ánh sáng lóe lên trong mắt suýt chút chọc mù cả Nguyễn Nguyễn. Ngộp kép, vẻ mặt của Nguyễn Nguyễn gần như vô cảm, thanh kiếm này vốn là hôm nay chàng đưa cho nàng mà. Vậy tiểu sư muội lấy được thanh kiếm này bằng cách nào vậy? Mạc Liêu Quang nói tới nói lui cuối cùng vẫn vòng ngược lại câu hỏi ban đầu. Thấy vẻ mặt nóng lòng muốn biết của Tam Sư Huynh, Nguyễn Nguyễn tùy tiện bịa ra một cái cớ, nhặt ở bờ sông sau núi sau khi biết thanh kiếm này là một đôi với kiếm của thẩm ân, Nguyễn Nguyễn đã nghĩ phải nói mình nhặt được thanh kiếm này như thế nào. Dĩ nhiên nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hành động này của thẩm ân là bày tỏ tình cảm, sợ lại tự mình đào hố cho mình, cũng có thể chàng chỉ đơn thuần muốn đưa cho nàng một thanh kiếm mà thôi. Đơn giản thế thôi á, Mạc Liêu Quang để lộ sự tiếp nuối vì không thể nghe được một câu chuyện thú vị, hắn thở dài có chút ganh tị nói, tiểu sư muội đúng là may mắn thật đấy, tiện tay nhặt về lại là một linh kiếm cực phẩm. Chuyện ấy cứ vậy mà trôi qua, bởi vì bình thường kiếm mà Nguyễn Nguyễn dùng để tu luyện đều là trường kiếm bình thường, nên kiếm trục nguyệt vẫn cứ ở yên trong bao. Ngoại trừ mạc lưu quang tình cờ bắt gặp hôm ấy ra, không ai biết thanh kiếm trục nguyệt mà biết bao nhiêu tu sĩ đặc biệt là nữ tu tìm kiếm mòn mỏi nay đã có chủ. Lại qua mấy ngày, Linh Vân Môn có khách đến thăm, trong đại điện tiếp khách, Nguyễn Nguyễn gặp được nữ chính ninh rào với khí chất cao quý, lạnh lùng như đóa tuyết liên trên núi. chương 15 Hàng mày mảnh cong như lá liễu khẽ nhướng lên, đôi mắt vốn nên lạnh lẽo như xương giờ đây lại nhuốm chút dịu dàng, đôi môi đỏ cong lên vừa phải. Mái tóc được búi theo kiểu các nữ tu ưa chuộng nhất lúc bấy giờ, một chiếc châm mây bay rực rỡ xinh đẹp cài trên tóc, tay áo bó sát màu xanh ngọc tôn lên đôi phần hiên ngang mạnh mẽ trong dáng người xinh đẹp. Đúng là một người đẹp lạnh lùng, chẳng trách có thể khiến trái tim như đóa hoa trên đỉnh núi của thẩm ân rung động. Nguyễn Nguyễn vô thức tìm kiếm khuôn mặt của thẩm ân, nhưng người nam nhân lại cục mắt ngồi ngay ngắn, không nhìn rõ vẻ mặt. Chàng bỗng nhấc mí mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửa đại điện, nói câu đầu tiên từ khi bước vào đại điện đến giờ bằng giọng nói trầm thấp còn đứng ở cửa làm gì mà không vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa chính của đại điện, nhìn thấy một cô nương mặt đỏ hay hay đang bám vào khung cửa, vươn cổ nhô cái đầu nhỏ nhìn vào trong điện. Đôi mắt hạnh to tròn ngấn nước, bị phát hiện đang nhìn trộm cũng không lúng túng mà từ tốn dài bước đi vào chính giữa đại điện, hành lễ với vô vọng ngồi ở ghế chủ, bái kiến sư phụ. Đồ đệ nghịch ngởm, mong mọi người đừng chê cười. Mặc dù nói vậy nhưng lại không hề tỏ ý trách móc. Vô vọng ho khan hai tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Sao con đến đây?" Nguyễn Nguyễn ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Thẩm Ân, cười đáp, "Nghe danh Ninh tiên tử đã lâu mà mãi chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay được gặp, tiên tử quả thật xuất chúng, đúng như lời đồn." Nguyễn tiên tử quá khen, Ninh Giảo nhận mà hổ thẹn. Ninh Giảo chắp tay chào Nguyễn Nguyễn, thái độ đúng mực từ lúc cô nương này bước vào cửa ánh mắt ninh rảo đã rơi trên người nàng đôi mắt hạnh trên khuôn mặt trắng mịn sáng ngời cười lên cong tít như vầng trăng khuyết hệt như những vì sao trên bầu trời rơi trong đó khiến người ta không rời mắt đi được dù chỉ mặc áo đạo sĩ trang nhã đơn giản nhưng cũng không giấu được vóc dáng đẹp nhất cử nhất động đều toát vẻ ngây thơ của một nữ tử nhỏ xinh đẹp mà không mất đi vẻ nhanh nhẹn chỉ một cái nhìn Ninh Giảo biết ngay đây là một cô nương quyến rũ. Có lẽ bây giờ còn nhỏ tuổi nên vẫn mang chút ngây thơ trong sáng. Tương lai, khi đã hoàn toàn trưởng thành, không biết sẽ là dáng vẻ thế nào. Có lẽ không ít nam tử trong giới tu tiên sẽ ngã gục trước vẻ đẹp này. Ninh Giảo có hơi không hài lòng khi để ý thấy cơ thể tiểu sư đệ đi cùng mình thẳng tắp cứng đờ, hai mắt như sắp dán lên cơ thể người ta. Tiểu sư đệ này là đồ đệ sư phụ nàng ta tu nhận hai năm trước, tính tình hơi lạnh lùng kiêu ngạo, ít tiếp xúc với các đồng môn khác. Thường ngày thích nhất là đi theo sau nàng ta gọi sư tỷ, sư tỷ. Thế mà bây giờ lại bị người khác dành hết sự chú ý, ngay cả chén trà trước mặt nàng ta đã cạn mà cũng không chủ động châm thêm trà giúp nàng ta. Tiểu sư đệ, Ninh Rào thấp giọng gọi, cuối cùng cũng gọi được hồn người bên cạnh về. Mạnh Tịch hoàn hồn nhìn sư tỷ của mình nhận ra mình thất thố thì mặt bỗng chốc đỏ lên. Hắn im lặng châm thêm trà cho ninh rào, nói, xin lỗi sư tỷ, vừa rồi để phân tâm. Cô nương ngồi đối diện thật sự xinh đẹp, nhất là đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế ở quy nhất tông. Mặc dù sư tỷ cũng rất đẹp, nhưng lại vô cớ khiến người ra có cảm giác xa cách, không giống cô nương kia, vừa nhìn đã khiến người ta thấy rất gần gũi. Ninh rảo mím môi, biết đó là tiểu đệ tử của vô vọng chân nhân, là nữ tu đã tu luyện mấy năm mới đạt đến thời kỳ luyện khí, cảm giác bất bình trong lòng nàng ta hoàn toàn biến mất. Vẻ ngoài có xuất chúng hơn nữa thì có ích gì, nếu tu vi không phát triển thì cuối cùng vẫn có ngày sẽ già đi. Huống hồ trước nay giới tu tiên xem trọng kẻ mạnh, chỉ có ngoại hình quá nổi bật nhưng không có thực lực tương xứng, hoặc là dựa vào một kẻ mạnh khác để bảo vệ bản thân, bằng không, bất cứ ai cũng có thể làm hại mình. Nghĩ vậy, mắt ninh rào nhìn Nguyễn Nguyễn lại thêm chút thương cảm. Nguyễn Nguyễn cứ chốc chốc lại liếc nhìn nữ chủ, tất nhiên nàng phát hiện ánh mắt nàng ta nhìn nàng hơi kỳ lạ, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì ánh mắt đó đã ngoảnh đi rồi. Nguyễn Nguyễn cũng không để tâm, móng tay cào nhẹ qua lại trên tay nắm ghế, vô tình khảy rơi một mảng nhỏ đồ trang trí trên lớp vỏ. Nguyễn Nguyễn không dám tin nhìn tay nắm ghế bị nàng gầy chóc ra, nàng sững sờ dây lát rồi sau đó ấn mảng đồ trang trí rơi ra lại như không có chuyện gì. Làm xong chút thủ thuật che mắt rồi lại lặng lẽ rụt tay về, ngoan ngoãn đặt giữa hai đầu gối mình. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Nguyễn Nguyễn không cần quay đầu cũng biết thầm ân ở bên cạnh đã thấy hết quá trình vừa rồi, giờ đang cười nhạo nàng. Nàng không kiềm được lườm lại, tên đó lại ngồi ngay ngắn, nói bằng giọng mà chỉ hai người họ mới nghe được. Tiểu sư muội, cái ghế này 300 linh thạch, sau này đừng quên bù linh thạch rồi giao nhé, phá hỏng đồ của môn phái thì phải đền đấy. Nguyễn Nguyễn bỗng chốc ủ rũ. 300 linh thạch là tiền tiêu vặt một tháng của nàng đấy. Tháng này nàng còn muốn thắt lưng buộc bụng, dùng linh thạch tiết kiệm được để mua chiếc váy mới ra ở các tường các. Bây giờ chiếc váy xinh đẹp mất rồi, Nguyễn Nguyễn hối hận muốn chết đáng lẽ không nên ngứa tay. Những lời tiếp theo vang lên trong đại điện Nguyễn Nguyễn chẳng nghe lọt câu nào, từ đầu đến cuối đều chìm đắm trong cảm xúc đau buồn vì chiếc váy đã bay xa. Thấy mọi người bàn bạc xong đứng dậy đi ra ngoài, nàng cũng theo sau Thẩm Ân, chậm chạp đi ra cửa điện. Nào biết Thẩm Ân đột ngột dừng lại, Nguyễn Nguyễn lơ đễnh va đầu vào tấm lưng cứng rắn của chàng, chóp mũi lập tức đỏ ưng Nguyễn Nguyễn che cái mũi bị đụng đau lại, đôi mắt hạnh long lanh rớm nước, nghiến răng nói bằng giọng trầm thấp, đại sư huynh. ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu như đầm nước lạnh lẽo, Nguyễn Nguyễn lập tức dịu giọng lại, nuốt câu chất vấn sắp buộc miệng thốt ra, khéo léo nói, muội muội không sao, đại sư huynh không cần để ý đâu. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, thầm ân nhìn thấy trong mắt cô gái như bùng lên ngọn lửa, thái độ chàng bình thản, ừm, ta không để ý. Nguyễn Nguyễn bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nguyễn nguyễn bại trận muốn lùi một bước sang bên cạnh nhưng bị một bàn tay thon dài ngăn lại. nàng hờ hững nhìn thẩm ân, mà người thanh niên như vô cùng bao dung nở một nụ cười nhạt. hai ngày nữa phải xuống núi, muội thu xếp đồ đạc đi. xuống núi làm gì? vẻ mặt nguyễn nguyễn bất ngờ, ngay cả mũi cũng chẳng màng che nữa. nghe thế, thẩm ân thôi cười, cau mày lạnh lùng nói, muội lại không muốn đi bí cảnh nữa. Muốn đi chứ? Vừa thấy sắc mặt người nam nhân không ổn, ham muốn sống sót của Nguyễn Nguyễn rất mạnh. Nàng vội đáp, nhưng chẳng phải một tháng nữa bí cảnh mới mở à? Giờ vẫn còn sớm, xuống núi làm gì? Xem ra muội chẳng nghe lọt một lời nào trong đại điện cả. Thẩm Ân phất tay áo, mặt lộ rõ vẻ chán ghét với Nguyễn Nguyễn. Tất nhiên quy nhất tông sẽ không vô duyên vô cớ phái hai đệ tử quan trọng đến. Mục đích chuyến này của họ là để thương lượng chuyện liên minh với Linh Vân Môn trong bí cảnh Bắc Hải, báu vật tìm được sẽ chia cho hai phái. Hiện tại, trong mấy môn phái lớn ở giới tu tiên thì quy nhất tông và Linh Vân Môn có nhiều đệ tử nhất, tất nhiên nhu cầu về linh bảo cũng lớn nhất. Đặc biệt là bí cảnh Bắc Hải nguy hiểm, nếu hai môn phái lớn có thể liên minh thì chẳng những đảm bảo thêm an toàn cho các đệ tử đi rèn luyện mà còn có thể tìm được nhiều linh vật hơn. Linh Vân Môn không có lý do để từ chối. Về việc xuống núi trước một tháng, Quỳ Nhất Tông nói đường đến Bắc Hải gặp hình, người dân ở bên đường bị yêu tà làm hại đã lâu. Chuyến đi lần này cũng là để giải cứu người dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng sau khi hiểu đầu đuôi mọi chuyện, Nguyễn Nguyễn biết việc này còn có ý khác. Trước nay Thẩm Ân được gọi là đệ tử có thiên phú nhất trong giới tu tiên, đặc biệt là sau khi phá đan, bước chân vào nguyên anh cảnh ở độ tuổi 20 thì càng được người ta kính trọng. Dù sao thì trong thế hệ trẻ, ngoài thẩm ân ra thì người có tu vi cao nhất cũng chưa qua được kim đan. Mà phần lớn các tu sĩ tu đến nguyên anh cảnh đều đã đến 100 tuổi, thẩm ân vừa trẻ vừa anh tuấn hệt như hạc giữa bầy gà, muốn người ta không chú ý cũng khó. Một thanh niên chưa biết chừng tương lai có thể trở thành gậy kim cô trong giới tu tiên như vậy luôn được người khác nhớ đến, quy nhất tông là một trong số đó. Đại sư Tỷ Ninh giảo trưởng môn của môn phái bọn họ có tài tu luyện cao, 27 tuổi đã là tu sĩ kim đan, so ra chỉ kém thẩm ân một chút. Tầm nhìn của Ninh giảo xa, trong mắt thế hệ trẻ ở giới tu tiên, có thể được nàng ta vừa mắt cũng chỉ có mỗi thẩm ân. Trưởng môn của Quy Nhất Tông, cũng chính là sư phụ của Ninh Giảo không hề cảm thấy điều này có gì không thỏa đáng, thậm chí còn vui vì nó nếu Quy Nhất Tông và Linh Vân Môn liên hôn, đây cũng là chuyện có lợi cho sự phát triển lớn mạnh của Quy Nhất Tông trong tương lai. Đặc biệt ông ta cũng rất xem trọng thẩm ân, đệ tử của mình ưu tú như vậy, cũng chỉ có thẩm ân xuất sắc ngang hàng mới có thể xứng đôi. Với chủ ý này, Quy Nhất Tông mới bảo Ninh Giảo Đích Thân lên núi Linh Vân, mục đích là để tạo cơ hội để hai người tiếp xúc với nhau, đề xuất xuống núi trước một tháng cũng thế. Nhìn thấu kế hoạch nối dây tơ hồng của Quy Nhất Tông, Nguyễn Nguyễn không muốn chen chân vào. Mục tiêu của nàng ở trong bí cảnh, hoàn toàn không thấy hứng thú với chuyện sớm chiều ở bên nữ chủ để vun đắp tình cảm. Nhưng Thẩm Ân cứ bắt cô đi cùng, thậm chí còn lạnh lùng uy hiếp, không muốn đi. Vậy thì đừng đi bí cảnh nữa. Thế là Nguyễn Nguyễn nhanh chóng thu xếp túi đồ của mình, vào hôm chuẩn bị xuống núi, họ một mạch đến cổng núi đợi. Thấy Nguyễn Nguyễn ở trước cổng núi, thoạt đầu ninh rào rất ngạc nhiên. Sau khi biết nàng muốn đi cùng, sắc mặt nàng ta bỗng chốc hơi khó coi, môi mím thành một đường thẳng, xuống núi rất nguy hiểm. Với Tu Vi ở giai đoạn luyện khí như Nguyễn Tiên Tử thì không thích hợp theo bọn ta xuống núi diệt tà. Nguyễn Nguyễn gật đầu tán thành, lúc bắt gặp ánh mắt người nam nhân liếc tới thì rụt cổ lại, đứng bất động như một bức tượng điêu khắc băng. Có gì không được, tiểu sư muội có ta bảo vệ, yêu tà phương nào dám làm hại muội ấy. Thẩm ân ung dung nói, không chừa đường để người ta trả lời mà nói tiếp, nếu ninh tiên tử thấy không thỏa đáng thì cứ đi trước. Nguyễn Nguyễn đứng một bên nghe mà chết lặng người, ánh mắt thử ra liếc nhìn ninh rào, phát hiện khuôn mặt trắng nõn của nàng ta đỏ bừng, ẩn vẻ tức giận. Ninh rào thanh cao vênh cầm, ổn định lại cảm xúc, nói với tiểu sư đệ mạnh tịch bên cạnh, đã vậy, tiểu sư đệ cũng theo bọn ta đến Bắc Hải đi. Có thêm vài người, sớm ngày kết đan. Lúc nói còn nhìn xoáy về phía Nguyễn Nguyễn, sau đó phất tay áo rời đi. Nguyễn Nguyễn nghĩ mãi về ánh mắt đầy ẩn ý đó mà cũng không nghĩ ra được nguyên do. Thế nhưng nàng biết rất rõ, có lẽ ninh rào bất mãn với nàng. Ngẩn ra đó làm gì, còn không đi theo, lúc đi ngang qua nàng, thẩm ân thốt ra câu này. Kế hoạch ban đầu hai người đi giờ đã biến thành bốn người, Nguyễn Nguyễn im lặng đi theo sau thẩm ân, nghĩ mãi không hiểu đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Thẩm ân hoàn toàn không có dáng vẻ đang đối diện với người trong lòng. Bảy tuổi được đưa vào Linh Vân Môn, trước đó sống ở Phàm Trần. Cuộc sống của thẩm ân trước bảy tuổi chẳng mấy tốt đẹp, bị người ta ức hiếp, thường ăn không no. Lúc Ninh Giảo 13-14 tuổi thì đã là trưởng môn tiểu sư tỷ được người người ngưỡng mộ của Quy Nhất Tông, lúc xuống núi rèn luyện gặp thẩm ân bị người ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nàng ta thương xót, tiện ra lệnh đám người đánh thẩm ân đi. Với Ninh Giảo mà nói thì chỉ là một việc dễ như chờ bàn tay, nhưng thẩm ân lại luôn khắc ghi trong lòng. Về sau, một lần gặp lại Ninh Giảo trong giới tu tiên, chàng mới biết người trước đây ra tay giúp chàng là đại sư tỷ của Quy Nhất Tông là thiên tài tu luyện đầy tài hoa, từ đó nảy sinh tình cảm. Đây mới là cách mở đầu đúng đắn của nữ chủ ninh rào và thẩm ân, sao kịch bản nói đổi là đổi luôn thế? Lẽ nào thẩm ân ngoài mặt tấm lòng rộng mở còn biết chơi chiêu lạt mềm buộc chặt? Nghĩ mãi không ra, Nguyễn Nguyễn dứt khoát không nghĩ nữa, im lặng theo sau mọi người. Băng qua núi đá dài, quãng đường một hai ngày cuối cùng cũng đến một tòa thành khá sầm uất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio.